Rồi, các bác ơi, hôm nay đang băm một thông đây. Đây là mộc thông các bác nhé, mộc thông trẻ. Mộc thông trẻ tức là nó có sức phết đấy các bạn. Đây. Mộc thông các bác nhé, mộc thông, mộc thông ấy. Đấy. Thông này là có tác dụng hỗ trợ xương khớp này các bác, đấy nên nó thì dẫn nó trị thuốc xương khớp. Rồi cho nó nghỉ tí đó, đây để quay phim tí để cho các bác xem tí đó cho nó. À và lấy cái đâu nhỉ? Cái... Đây một thông ngủ các bác nhá. Đây, bỏ cái dây to to đi. Đây. Bên này nó dẹp, bên này nó dẹp. Tức là như ở cái tiếng địa phương của chúng tôi hay gọi nó là cây bã mía các bạn. Cây bã mía nó là dây, họ dây leo nhé. Đấy, họ dây leo, đây là đầu vị của cái bài thuốc sỏi thận đấy các bạn. Nói chung là thuốc thận, thận nói chung nhé, thận nói chung. Các bác nhìn rõ lên như đây. Đấy. Đây này nó có một đốt. Đấy. Một đốt bên này nó dẹp này. Nhá. Bên này dẹp. Đó. Sang đây đây. Dẹp. Mộc thông. Đó. Đó là cái tiếng gọi của địa phương của chúng tôi hay gọi này. Bã mía, bã mía. Một trong những vị thuốc các bác nhé, một trong những vị thuốc nói chung là về thận, sỏi thận. Hay nó là một trong những vị thuốc về xương khớp các bạn. Để băm bằng máy nó mỏng. Xương khớp các bác nhé. Đấy. Nói chung là ở nhà thuốc của chúng tôi là phải dùng cái vị thuốc cây mộc thông này này. Đấy, tất cả các cái bài thuốc nhà tôi hay phối vào đây, đấy. Nó rất là tốt các bạn. Đấy. Rất là tốt. Nó cái dày nó. Yeah. Còn đây là rễ nhé. Đây là rễ, cái hàng của rễ của đơn châu chấu đúng không này. Rễ của đơn châu chấu. Rễ đơn châu chấu. Đấy, cái đơn châu chấu này thì cũng một trong những vị thuốc hỗ trợ điều trị về bệnh xương khớp. Các bạn nhé. Đây là bạch cập đây các bác ơi. Bạch cập nhé. Đấy. Chắc là có bác ở trong miền Nam, phía Nam ấy đặt. Đấy, hôm nay lấy về bạch cập. Gọi là củ bạch cập các bác nhé. Củ bạch cập giống ấy, bạch cập giống,
Cập. Đại đơn châu chấu đây là cũng một trong những vị thuốc hỗ trợ điều trị về bệnh xương khớp này các bác này nhé, rất là hiệu quả. Đây còn có cả đào được ít cái mổ quạ xuyên vá thạch này. Thôi được rồi, cứ băm đi thôi, mổ quạ xuyên vá thạch. Đây còn huyết đằng nữa các bác này, đấy huyết đằng nhá, huyết đằng. Đây là huyết đằng, một trong những vị thuốc hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp này, bổ máu, bổ máu này, hậu sản sau sinh này. Đấy. Đấy. Huyết đằng. Đây là họ dây leo các bạn, họ dây leo. Huyết đằng. Hỗ trợ bệnh xương khớp này, đây. Bổ máu, hỗ trợ hậu sản sau sinh, đấy. Bổ máu cho chị em phụ nữ sau sinh ấy, đây, đây. Đấy. Máu này, ỉ. Một trong những vị thuốc có thể điều trị về xương khớp, về huyết đằng thì chắc là mọi người cũng rất là hiểu về huyết đằng rồi, đúng không? Đây, họ dây leo các bác, dây leo nó dẹp dẹp huyết đằng. Đây, còn đây là rồi cái mổ quạ xuyên vá thạch đấy, mổ quạ xuyên vá thạch đây là dùng đâm mình tay nó lát đấy, cái này dùng găm tay nó ra này, nó vàng vàng như cái kiểu rễ cây mít ấy. Rồi còn đây là bưởi bung nữa các bác, rễ cây bưởi bung các bác nhé, rễ cây bưởi bung đó. Tất cả ở đây là cũng cái thuốc về xương khớp cả các bác, tất cả điều trị về xương khớp đó, nó là như vậy. Đây là cái mật trồng luôn, này mật trồng. Đây là gừng gió các bác nhé, gừng gió. Đây gừng gió, đấy. Một trong những vị thuốc hỗ trợ điều trị viêm xơ gan, ngăn ngừa ung thư gan các bác nhé. Gừng gió, đấy. Gọi là gừng gió các bác nhé, đấy, gừng gió. Các đi rừng thì cứ gặp cái gì mình lấy cái đấy thôi, đấy. Cứ gặp thuốc thì mình lấy cái đấy. Đấy. Lấy điện đó, đi lấy điện. Có cái thuốc ổ điện à, thuốc kia một không vâng, có lẽ đến đây thì cũng xin tạm dừng giờ ở đây, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở chương trình lần sau nhá. Đấy, cũng giới thiệu lên đây thì để cho các bác ạ, không may có người nhà, người thân, bạn bè mắc chứng bệnh gì đó nghe chưa, đấy nói chung là về xương khớp cũng như là gan đấy thì xin liên hệ nhé qua số điện thoại của nhà thuốc chúng tôi, đó là 097
6972618 nhé. Đấy, cũng như là các bác ở trong hội nhà thuốc nhé, trong hội nhà thuốc ở cái vùng miền là có đấy, thì các bác cũng cứ lấy cái này về để mà phối thuốc nhé. Những viên thuốc tôi quay lên đấy, bây giờ về mà phối, hoặc là các bác ở cái vùng miền nào không có nhé, không có đấy, thì xin liên hệ qua số điện thoại của nhà thuốc chúng tôi, đó là 0976972618. Nghe chưa? Đó, thiếu cái vị gì đó tôi sẽ chia sẻ cùng nhau mà dùng các bác nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.